lấy màu đau đ đến sông núi quên thân Mỹ giờ đây anh đang nơi đâuừơ nhiều miền rất vui khi còn được gặp lại quý khán giả của đài Vina TV ở thủ đô tị nạn Los Sài Gòn miền Nam California trên băng tầng 5 17.3 miền Bắc California San Jose băng tầng 16. 110. Đây là chương trình phục vụ cộng đồng mùa đại dịch COVID-19 giữa Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ cho tới giờ phút này, tức là hôm nay vẫn chưa có đồng thuận với nhau về vấn đề cứu trợ đợt 2. Ừ, chuyện này nghe nó có vẻ ly kỳ nhưng mà thật sự ra à, chúng ta đã nhận được 1.200 đồng trong đầu mùa dịch thì từ đó đến nay không có tí xíu nào nữa hết lý do có lẽ là người ta cho rằng nếu như ở nhà mà có tiền hoài không ai muốn đi làm hết cũng như là thất nghiệp mà tiền nhiều hơn đi làm, ai đi làm đảm gì ở nhà sướng hơn không cho nên thưa quý vị đừng có, à, đây là cái chuyện an ủi của chính phủ thôi chúng ta đừng có trông cậy vào những cái khoản tiền này những khoản tiền này thì thưa quý vị nó cũng vẫn cứ bên thuận bên chống bên thuận bên chống nó kéo dài chứ hồi đầu tiên quý vị thấy không cả quốc hội và tổng thống trump bên tòa bài đốc vẫn muốn cho chúng ta có tiền để an ủi trong lúc mà bị bắt ở nhà và có lẽ là từ đây cho đến khi mà bầu cử thì sẽ đạt được một cái tòa hiệp có lợi cho cả đôi bên và bây giờ thì thưa quý vị uh, liệu uh, Peter lấy dùm cho cái hình số uh, cái video số 8 kính thưa quý khán giả thật là xui xẻo khi mà chúng tôi có trình bày với quý vị về vấn đề Orange County của chúng ta đã được lên cái màu cam tức là từ màu đỏ phải lên màu cam thì chúng ta mới được cái là bước lên thêm một bước chứng tỏ là chúng ta trở lại đời sống bình thường 50%. Rất tiếc là chúng ta đã không được đi lên màu cam mà bây giờ chính phủ Cali vẫn còn giữ chúng ta ở màu đỏ. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta rằng cho dù là bây giờ tình trạng của Covid tương đối nó nhẹ hơn lúc trước nhưng mà chưa phải hết cho nên chúng ta không thể nào mà không có giữ khoảng cách 6 feet cũng như là không có tụ họp đông và luôn luôn rửa tay bằng xà bông 20 giây rồi sau đó chúng ta còn phải đeo mask đeo khẩu trang khi đi ra ở nơi công cộng nhất là đi vào những khu vực của uh, công cộng tức là đi ra ở đâu chúng ta cũng đeo hết nhưng mà chỉ trừ con cái tôi thấy ở trên xe mà có nhiều vị đi có một mình thôi đó đi có một mình thôi mà tôi thấy nhiều người đồng hương của mình đi một mình ngồi trên cái xe của mình còn đeo cái mát làm cái gì cho nó nó khó chịu uh, mà nó không giúp gì một mình mình đâu cái 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 mặt nạ này nó giúp mình cái gì cái thứ nhất là nó giúp nếu rủi ro có người khác ho nó văng nước miếng hay là văng cái nước mũi vô ở trong mình hít vô hay là mình chạm phải vô trong miệng trong mắt thì cái con virus nó, nó mới nhiễm vô mà trường hợp đó tương đối khó nó nhiều hơn là khi mà người ta để con virus đó hay là người ta ho người ta uh, đưa con virus nó dính trên mặt bàn hay trên cái cánh cửa hay là bất cứ cái chỗ nào mà chúng ta chạm tay vào thì cái tay mình bôi lên đây bôi vô lỗ mũi thì con virus nó mới vô được đó là cái chuyện con virus xâm nhập mình cái mask cái mặt nạ có giúp được một phần thôi không phải một trăm phần trăm cái thứ nhì cái quan trọng nhất mà chúng ta đều nhìn nhận những chuyên gia và những người kinh nghiệm nói về cái mát này là chính để chặn con virus nó ra từ miệng từ mũi của mình đưa cho thiên hạ tức là truyền cái con virus nè quý vị nghĩ sao Tại vì sao mình bị mình không có một cái triệu chứng gì hết, vẫn bình tĩnh như thường nhưng mà con virus này nó tới 14 ngày nữa trong cơ thể mình nó không có cho có một triệu chứng gì hết. Mình bị mình cũng không biết luôn cho nên mình vô tình mình ho mà ra. Thì thưa quý vị cái cái này nó che cái miệng mình có nghĩa là sao? Che cái mũi cái miệng của mình nó giữ con virus lại, mình mình bị thôi không bị tới anh em họ hàng bà con con cái gia đình của mình rồi tới những người làm việc chung rồi những người mình tiếp xúc đó là một trong những cách mà chúng tôi một lần nữa nói với quý vị về cái vấn đề của tôn trọng tất cả những chỉ dẫn cho đến khi nào cho đến khi nào mà chúng ta có được một cái thông báo chính thức của chính phủ thứ nhất là có thuốc chủng ngừa cái thứ nhì là chúng ta có thuốc trị cái con virus này giống như là trị cúm vậy đó rồi cái thứ ba là cho đến khi nào chính phủ loan báo mở cửa toàn bộ trở lại đời sống bình thường thì lúc đó chúng ta bay nhảy như chim là chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta thoải mái trở lại thưa quý vị ngày hôm nay À, khí hậu của miền Nam California của chúng ta vẫn còn trong một ngày nắng nữa nhưng mà ngày mai ngày mốt chưa phải là hết nóng nó giảm từ 90 mấy 98 99 100, xuống 91 92 bữa nay là 93 94 ngày mai thì nó xuống 89 88 tức là xuống từ từ trong tuần lễ này nhưng mà từ đây cho đến tháng 11 vẫn không bao giờ dưới 80 hết cho nên vẫn còn là trong cái mùa rất là nóng quý vị không nên ra ngoài nhiều trừ phi là buổi chiều mát mát thiệt là mát hay là thiệt là sáng sớm thì cái không khí nó không có ô nhiễm chúng ta đi bộ quanh nhà quanh vườn nhưng mà buổi trưa đừng bao giờ ra trong những cái tuần lễ này quý vị lớn tuổi nhớ là đừng ra ngoài ở trong lúc uh, trời nắng nóng như thế này và chúng tôi cũng nhắc quý vị là cuối tuần này tức là ngày mốt chúng ta cùng nhau tham dự cái buổi diễn hành bằng xe ủng hộ tổng thống Trung trong phần 2 chương trình. Chúng tôi sẽ nói về chi tiết của uh, buổi diễn hành này và rất mong là quý vị nhớ ngày và chúng ta cùng tham dự. Hoa Kỳ đã trao cho phía Việt Nam 100 cái máy thở qua cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ tức là mình ở Việt Nam mình quen gọi cái cơ quan này là USAID Thì buổi lễ được diễn ra trong ngày hôm qua ngày 30 tháng 9 thưa quý vị. Đại diện Hoa Kỳ nói một cách rõ ràng với phía Việt Nam là một trong cái máy thở này vì tính hào phóng của tổng thống Trump ông nhớ ra Việt Nam muốn nói gửi cho Việt Nam trăm cái đi tặng Việt Nam để khích lệ Việt Nam trong cái vấn đề mà chống Covid-19. Quý vị biết là từ hồi dịch đến giờ này Việt Nam dù được công nhận là nước chẳng đứng được cái sự lây lan hữu hiệu và ít có trường hợp chết. Ít một trong số những nước ít người chết nhất ở trong đại dịch này vẫn nhận được nhiều khoản tiền viện trợ cho không của chính phủ hoa kỳ trong cái vấn đề này thì thưa quý vị hoa kỳ luôn luôn yểm trợ cho phía việt nam rất là nhiều chương trình cách đây vài ngày thì chúng tôi cũng đã loan tin là đại sứ hoa kỳ tại việt nam đã tới thăm cái bạch đằng giang nơi mà xảy ra ba lần liên tiếp trong lịch sử của chúng ta là từ vua ngô quyền đến vua lê đại hành và hương đạo đại vương thắng quân tàu ở trên cái trận bạch đạn này đó là cái thứ nhất cái thứ nhì là ông đại sứ còn tới thắp nhang và cầu nguyện dưới cái miếu của bà lê trân là một nữ tướng rất là được ngưỡng mộ trong thời của hai bà trưng đánh giặc tàu kính thưa quý vị những câu chuyện này là những câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy được cái mối bàn giao giữa hoa kỳ và việt nam tốt đẹp thưa quý khán giả oren Công ty của chúng ta tổ chức chích ngừa cúm miễn phí tại bốn địa điểm. Chúng tôi nói cái, cái tình này để cho quý vị nhớ. Nhiều phòng mạch tư của bác sĩ chúng ta, bác sĩ gia đình loan báo đã hết cái thuốc cúm mà chờ có lại thì không biết ngày nào. Tại vì không ai biết trước được hết. Cho nên quý vị chậm chân thì bây giờ làm sao? đi chỗ khác trả tiền thì chắc chắn có nhưng mà đây là miễn phí thưa quý vị theo thông cáo của hội đồng giám sát cho biết là ở mail phạt ngày 17 tháng 10 rồi ở dưới chợ trời Fair là ngày là ngày 7 giờ sáng không nói ngày à 30 tháng 10 là là dưới chợ trời uh, Costa Mesa Anaheim Convention Center là ngày 7 tháng 11 tức là sau bầu cử rồi set the back college là vào lúc 14 tây tháng 10 từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều quý vị muốn biết thêm về cái chích ngừa cúng miễn phí. Quý vị vào website của Oren County Board Board of giờ thì quý vị tìm ra cái tin tức này. Và kính thưa quý vị. Quý vị nên để ý cái tin này một chút xíu tại vì những cái chất hóa học độc hại trong cái thời kỳ Covid-19 này những cái thứ mà quý vị xoa tay rồi này kia đó tôi không thể đưa lên trên đài được tại vì nó có một ngàn thứ cái clip đó mà nói quý vị nghe như nước đổ lá môn nó cũng sẽ không có nó cũng sẽ không hữu hiệu nhưng mà ngày hôm nay đó thưa quý vị không phải là cái chuyện mà thuốc rửa tay ngừa covid mà là chỉ có 24 hóa chất độc hại trong cái mỹ phẩm mà quen thuộc nhất là các bà các cô trong đó mấy cái độ trang điểm rất là nhiều cái này đó thưa quý vị nó cũng cũng khổ lắm. Cái này mà kể ra hết tới 24 loại này chúng tôi cũng không đủ sức để làm. Chỉ khuyên quý vị rằng những cái này mình cẩn thận đọc tin, nếu đọc được ở trên báo Mỹ thì quý vị đọc. Nếu đọc không được thì quý vị tìm đọc những nhật báo ở địa phương ở đây thì chúng ta đọc Viễn Đông, người Việt và ở trên vùng sông Hồ chúng ta có tới ba bốn tờ như là tờ Thời báo, tờ Việt Nam báo hay là tờ uh, Cali Today ở trên miền Bắc California để chúng ta theo dõi những tin tức địa phương. Những tin tức địa phương cộng đồng là những tin tức để phục vụ cho những người ở trong vùng của chúng ta về những cái loan báo của chính phủ liên quan đến đời sống chúng ta, nhất là vấn đề sức khỏe trong mùa này. Quý vị lưu ý còn nếu như quý vị rành internet thì quý vị cứ vô google quý vị muốn đọc cái tin gì thì quý vị đánh vô trong đó rồi quý vị tự tìm hiểu và tìm được những cái tin mà xác thực từ phía chính phủ kính thưa quý khán giả à, chính phủ chính phủ hoa kỳ cũng vừa mới gửi một đặc phái viên kiểm soát vũ khí à, đến thăm việt nam thì cái tin này thưa quý vị nó mới vừa uh, nó mới vừa được uh, chính phủ uh, đài voa cho chúng ta cái bản tin này thì uh, người này tên là đặc phái viên này tên là đại sứ Bill Lee, đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về kiểm soát vũ khí đã đến công du tại Việt Nam để bàn về mối đe dọa việc phổ biến vũ khí nguyên tử trong khu vực một phần trong chuyến công du Á Châu của ông nhằm ngăn cản hành vi hung hăng của Trung Cộng. Quý vị biết là Hoa Kỳ đã tăng cường hoạt động, nỗ lực để cảnh tỉnh những nước lưng chừng những nước có nhiều có mối liên hệ với Trung cộng như Việt Nam để làm gì? Để cho họ biết cái nguy cơ của Trung cộng nó vẫn tiềm tàng và mối đe dọa nhất của thế giới ngày hôm nay không riêng của Hoa Kỳ mà của nhiều nước trên thế giới về giấc mộng bá quyền cũng như cuộc xâm lăng âm thầm của Trung cộng. Đặc biệt là Việt Nam nước đã bị nhiều thiệt hại do sự lấn chiếm biển đảo của cộng sản tạo và chính bây giờ hoa kỳ cũng đương đặt vấn đề biển đông và an toàn hàng hải trong vùng biển đông chúng tôi rất tiếc là chúng tôi hết giờ rồi trong vài phút nữa kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình good morning việt nam america ngày hôm nay chúng tôi có rất là nhiều bằng chứng về gian lận bầu cử của phía bên uh, phiếu bầu của bên phía đảng dân chủ cũng như uh, những phát giác mới về cuộc tranh luận tối thứ ba vừa qua mong quý vị đón theo dõi Việt Nam, American, Việt Nam...